Warning, the following video contains stupid and dangerous activities. Do not attempt to reenact, recreate, or reincarnate any of the following stunts, dares, and pretty much anything that's performed in this video. Your discretion is advised. Lướt qua một lượt những page đưa ra câu hỏi kiểu như: các bạn gái ơi, các bạn có tiêu chuẩn gì ở người yêu? Tôi thấy vẫn còn quá nhiều cô gái trẻ đang có những tiêu chí dù vô cùng thuyết phục nhưng lại hết sức vô lý và chéo ngoe. Bài viết này xin được dành để chỉ ra cái giá phải trả cho những tiêu chí ấy, để các cô có thể ước lượng được rằng mình có thể trả được chúng hay không nhé. Thứ nhất, nói chuyện thú vị nhưng phải là trai ngoan. Đợt cách ly xã hội này, việc chat chít bầu bạn online càng trở nên phổ biến hơn. Vì vậy, việc nói chuyện thú vị khi không thể gặp mặt nhau là một điều thiết yếu để có người yêu mùa dịch. Đương nhiên, việc yêu thích một người biết cách nói chuyện thú vị là điều hợp lý. Cả trai cả gái đều thích điều này. Nhưng không biết nhiều cô gái trẻ học được ở đâu để đặt ra tiêu chí là xin đừng bắt chuyện bằng câu hai em vì nó nhạt quá. Có hai vấn đề ở tiêu chí này. Một là hai em, chào em, anh đứng ở đây từ chiều, hai anh, vân vân, có thể nói là cách chào lịch sự, an toàn và phổ biến nhất mà tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi trên thế giới đều có thể dùng với một người lạ. Nếu cô cho nó là nhạt thì chắc hẳn việc nói cảm ơn hay là xin lỗi cũng là nhạt với cô nốt. Chẳng lẽ cô xin lỗi bằng cách nói là tôi tỏ ra rất quan ngại vì hành động của mình. Thứ hai là cô với người ấy là hai người lạ. Cô nghĩ thử mà xem, một người chưa biết mình là ai, không biết gu nói chuyện của mình thế nào, đùng phát lại nhảy vào bắt chuyện bằng mấy câu pick up line học lỏm ở đâu đó, thì cô sẽ đánh giá người đó thế nào? Nói riêng về tâm thế của họ với cô. May mắn đúng gu, cô thích cái câu pick up đó thì cô đáp lại. Còn cô không thích thì cô với họ coi như xong. Vậy là với họ, cô chỉ là một ván cược. Các cô gái thích thì sao? Cô có sẵn sàng cược với nó không? Nếu cô vẫn chưa thấu, tôi nói đơn giản thế này. Nếu cô có bạn thân khác giới, cô sẽ chẳng ngại gì khi mà nói mấy câu đùa như là ái chà, dạo này nhìn ngon dai phết nhỉ? Hay là thậm chí là đờ mờ thằng chim bé. Nhưng với crush thì cô có khi lại nói lắp, đúng không? Đàn ông cũng vậy thôi, bông đùa dễ, nghiêm túc khó. Dù là việc nói chuyện hay tìm kiếm tình cảm cũng vậy. Sao? Ấy cái đấy tôi biết chứ. Không phải ai bắt đầu bằng pick up line thì cũng là xấu. Thế ngoài cái việc chưa chắc đã là người xấu, cứ cho là còn sáng tạo nữa, thì cô còn có thể đoán được anh ta là người thế nào? Nghĩ kỹ xem. Phải rồi, anh ta còn là người có kinh nghiệm nói chuyện với con gái nữa. Thế cô nghĩ trai ngoan, mấy anh mà yêu ai thì yêu chung thủy, yêu sâu đậm, yêu lâu dài, chí thú làm ăn, không bao giờ làm điều gì khiến người yêu ghen, chứ đừng nói là ngoại tình. Thì trong đời có được bao nhiêu kinh nghiệm tà lưa với con gái? Với từng ấy kinh nghiệm thì có bao nhiêu người biết dùng mấy cái thứ pick up line đấy. Cô gái à, trừ phi cô vốn cũng muốn chơi trò đặt cược với thời gian, tiền bạc, tình cảm và cả cơ thể của mình. Còn không thì cô cứ lựa mấy anh, hai em, chào em cho nó lành nhé. Thứ hai, dành thời gian cho cô nhưng vẫn phải có sự nghiệp tươi sáng. Cô gái ạ, đời đàn ông ngoan khổ nhất chuyện gái gú. Cái lũ đàn ông ngoan ấy mà, để có được cái sự nghiệp tươi sáng ấy, nhiều đứa phải bắt đầu đi làm từ hồi còn học đại học. Cái lần cô cứ than với tôi là thằng người yêu cô nó đi làm nhiều quá mà không đưa cô đi tại hiện chơi với bạn. Ấy là vì nó đang đi chạy đồ án học cứt miễn phí để xin kinh nghiệm đấy. Mà cô thấy đấy, bán thân bán sức lấy kinh nghiệm lẫn quan hệ như thế mà tới lúc ra trường nó cũng mới chỉ gọi là có được việc ổn định ngay thôi. Chứ nói về lương lậu thì làm sao mà lo được cho cả gia đình. Hả? À thôi không sao. May cho cô là cái đợt cô tủi thân quá, tối ngày cứ nhắn tin tâm sự với tôi, còn rủ tôi đi chơi riêng, người cô rủ là tôi đấy. Phải thằng khác là nó đã vẫy đuôi, thè lưỡi rễu dài chạy vội tới đón cô đi rồi. Vậy tôi mới bảo, đàn ông ngoan khổ nhất cái chuyện gái gú. Cái lúc nó bận lo cho sự nghiệp thì gái nó theo thằng khác với lý do anh không dành thời gian cho em. Cái lúc nó lo cho gái thì gái theo thằng khác với lý do nhìn anh em không thấy có tương lai. Cô gái ạ, bọn đàn ông ngoan ấy, nó mà đã yêu cô nghiêm túc, đầu nó đã nghĩ tới kế hoạch 5 năm, 10 năm. Bọn nào đầu đạn thì nó còn nghĩ tới cả việc sẽ xin học tiểu học cho con của hai người ở đâu. Và mọi giây mọi phút nó lao đầu vào đi làm, nhiều khi đếch phải vì nó thích việc đâu, mà vì để hiện thực hóa cái tương lai mỹ miều nó vẽ ra cho cô và con cô đấy. Nên nếu mà cô thấy nó tham công tiếc việc mà ít dành thời gian cho cô, thì cô cứ ngoan ngoãn ở nhà mà cảm thấy hạnh phúc vì cô sắp được làm bà hoàng rồi đấy. À mà cô nên nhớ, tuổi tốt nghiệp đại học đúng tiến trình là 22. Tùy vào thời gian tìm việc và khả năng, nhưng nhìn chung đàn ông tạm gọi là có chỗ đứng đủ ổn định để tự tin về mặt tài chính phải ở tầm tuổi sau 25 gần 30. Nên việc cô không nhìn thấy tương lai ở đám đàn ông trước tuổi này, nó lại nói lên khả năng nhìn người của cô đấy. Thứ ba, phải chiều cô, nhường cô mọi lúc vì cô là con gái.
Cô gái ơi, cô hiểu sai hoàn toàn cái mà cô suốt ngày ca ngợi là nữ quyền rồi đấy. Nữ quyền là nói về sự bình đẳng giữa quyền lợi của nam và nữ trong cơ hội phát triển bản thân. Ở một số nơi, một số tổ chức, người ta dùng nữ quyền để đưa quyền lợi của phụ nữ trước đó ở vị thế bất công, nay trở lại về với cán cân bình đẳng. Nữ quyền không phải là để cho cô ngồi lên đầu đàn ông để cô cưỡi cô lái theo hướng nào cô muốn. Mấy cái đứa đàn ông sẵn sàng chỉ ra cái sai của cô và vạch ra giới hạn của riêng mình không phải là mấy thằng đàn bà như cô hay nghĩ đâu. Đấy mới là một người đàn ông đáng để cô dựa vào. Chứ cái bọn mà suốt ngày lũi cũi ve vẩy đuôi làm trò cho cô xem, cô bảo sủa cũng sủa, cô chửi gì nó cũng nghe, cô thấy thích cô sướng, bọn đấy mới là cái bọn dễ ngoại tình lắm đấy, cô có biết không? Cô lại nhầm. Giờ cô ngồi đây nói, tôi là người biết đúng biết sai, có lỗi phát tôi nhận ngay thì dễ lắm. Tôi thừa biết là lúc cãi nhau cô cần biết quái gì ai đúng ai sai. Lúc đấy cô chỉ quan tâm xem thằng đàn ông của cô có biết vào dỗ cô trước, xin lỗi cô trước vì cô là con gái thôi chứ gì. Cái lũ đàn ông tốt mà tôn trọng cô ấy, họ chỉ nhường và chiều cô lúc hợp lý thôi. Nếu họ cảm thấy lý do không đáng để cãi nhau, họ sẽ nhường cô. Nhưng cô mà sai rành rành ra, họ chỉ cho cô cái sai mà cô còn gân cổ lên cãi, xong quay ra bảo đàn ông mà đi cãi nhau với đàn bà thì cô nên để họ đi tìm người khác tốt hơn đấy nhá. Thứ tư, không quá giả nhưng phải sâu sắc. Sự chín chắn, sâu sắc của đàn ông nếu không phải rút ra từ con đường sự nghiệp thì là qua các mối quan hệ xã hội. Đành rằng có những người phải va chạm với đời từ rất sớm, nhưng con số đó chưa là gì với số người cứ tà tà học hết 12 năm phổ thông và 4 năm đại học, ngoài học ra chỉ có ăn chơi ngủ ỉa. Tôi nói thế chắc cô cũng hiểu, cái sâu sắc cô mong đợi ở đàn ông thông thường tỷ lệ thuận với tuổi tác. Cô không thể so sánh độ từng trải của một chàng trai 22 tuổi với một chú 30 tuổi được. Cô còn trẻ, cô thích chơi và thích yêu trai tầm tuổi mình hay cùng lắm hơn mình 3-4 tuổi vì cùng thế hệ dễ chơi. Vậy thì cô phải đánh đổi cái dễ chơi với cái trải đời. Cô chọn mấy chú trải đời để nhận được sự sâu sắc ngay lập tức, thì cũng phải nhận thêm cái nguy cơ bị lừa, bị lợi dụng thể xác trong khi vẫn nghĩ là mình không bị lừa. Cô có trả được cái giá đấy không? Ô hai, tôi có nói là mong cầu sự sâu sắc là sai đâu. Tôi chỉ muốn chỉ ra cho cô là cô đòi hỏi cái gì thì cũng phải hợp lý. Cô có yêu cầu thằng cháu học lớp 3 của cô giải tích phân không? Cô phải chờ nó học lên từng tí một chứ. Ngay từ đầu cô lại muốn đi với giáo sư tiến sĩ thì lấy ai ra kèm mấy đứa học đại học? Hold up, wait a minute. Nói qua thì cũng phải nói lại. Thứ nhất, trai ngoan vẫn có thể nói chuyện thú vị. Trai ngoan vẫn có thể trở thành một người thú vị bằng cách chủ động học cách giao tiếp. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải có một cuộc sống thú vị, biết nhiều điều ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có một bộ kỹ năng đa dạng, có nhiều trải nghiệm thực tế cuộc sống, vân vân. Khi có một cuộc sống thú vị thì chỉ nói chuyện bình thường, không cần tiểu xảo hay pick up line thì bạn cũng đã thu hút người nghe rồi. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp với giao tiếp hợp lý thì hiệu ứng sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, một trai ngoan thiếu kinh nghiệm, khi trò chuyện với người mình có cảm tình thường sẽ có những bối rối và ngại ngùng nhất định. Đành rằng những giây phút giao tiếp đầu tiên rất quan trọng để gây ấn tượng tốt. Nhưng nếu các cô gái có thể bỏ qua sự ngại ngùng này và cho chàng trai cơ hội cởi mở bản thân về sau, thì có thể đó lại là một người phù hợp với mình đấy. Như trong bài chọn chồng tôi từng nói, ông nào nói trơn tru ngay từ đầu thì cần phải cảnh giác. Nhưng nếu sau một thời gian nói chuyện rồi mà anh vẫn chưa bộc lộ được sự thú vị của anh thì cũng đừng trách gái phụ nhé. Thứ hai, các cô gái cần kiên nhẫn và thông cảm, nhưng cánh đàn ông cũng cần để tâm tới nhu cầu về mặt tình cảm của phụ nữ. Cũng có không ít các cô biết nhận thức được sự khó khăn vất vả của cuộc đời và biết thông cảm với những buổi làm thêm giờ của người yêu. Điều này không có nghĩa là cánh đàn ông cứ về tới nhà là vứt cặp, thay quần áo, ăn cơm rồi trèo lên giường ngủ hay lao vào chơi game mà không một lời hỏi han tới cô gái. Nếu hoàn cảnh không cho phép các anh em cân bằng thời gian giữa đời sống tình cảm và công việc, chí ít khi về tới nhà hãy dành toàn bộ sự chú ý của mình vào cô gái dù mệt tới đâu. Những lời hỏi thăm, những cái ôm ấp, sự âu yếm nhẹ nhàng hay thậm chí những lời tâm tình về những gì xảy ra ở chỗ làm của anh đôi khi chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút, nhưng một cô gái vốn đã cảm thông với sự bận rộn của anh vẫn sẽ cảm thấy tràn ngập yêu thương. Thứ ba, không phải lúc nào cũng nhường, nhưng cũng không phải lúc nào cũng phải là người chiến thắng. Đàn ông càng ít từng trải thì càng có cái tôi to. Anh em nào mà chưa bị đời vả thì thường sẽ cho sự nhún nhường dù là với người yêu là sự hèn kém nhu nhược. Từ đó luôn có sự thôi thúc là phải gân cổ lên cãi để thắng thế dù là cãi cùn. Điều này tiếc rằng thường khó tránh khỏi từ tuổi dậy thì cho tới tầm 25 tuổi. Một số trường hợp còn trở thành tính cách tới cuối đời. Với những người không bao giờ thừa nhận mình sai thì các cô thực sự nên rời bỏ họ. Với những người biết thừa nhận mình sai nhưng không nhận trách nhiệm về mình, hoặc chỉ trực cô sai thì buông lời nhục mạ phỉ báng thì cô cũng cho next note. Còn đương nhiên, nếu họ biết nói rõ ràng với cô về những gì họ muốn và không muốn trên tinh thần tôn trọng thì cô nên tôn trọng chúng. Nếu cô thấy không hợp với chúng thì nên dừng lại. Còn cô vẫn muốn giữ họ làm người yêu, đòi phải là người có chính kiến, nhưng mà cứ trái ý cô muốn thì lại gọi người ta là đàn bà, thế thì thôi, cô để cho người ta yên. Thứ tư, sâu sắc với phụ nữ nhiều khi chỉ đơn giản là biết lắng nghe và để ý.
phụ nữ có nhu cầu chia sẻ cảm xúc vô cùng dồi dào. Anh em nhiều khi chỉ cần biết cách gợi chuyện cho cô gái xả lòng với bất cứ chuyện gì trên đời là đã đủ để họ có một ấn tượng về độ sâu của mình rồi. Khi họ xả, hãy lắng nghe và giúp họ giải tỏa chúng. Đừng có đưa ra lời khuyên nếu không được hỏi, bởi mục đích chính của họ vốn là giải tỏa, chứ không phải là tìm giải pháp. Ngoài ra, nếu biết để ý tới những thay đổi vốn không quá rõ ràng của họ, từ cái nhỏ như thay bông tai hay cái lớn như nét mặt họ không vui, đó cũng là một sự sâu sắc mà phụ nữ rất thích. Tất cả những kỹ năng ấy đều phải được rèn luyện thường xuyên, càng sớm thì càng tốt. Nếu cô gái đã nhiều lần đề cập tới sự trẻ con trong anh mà anh vẫn không có tiến triển gì, thì lỗi là ở anh. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.